Cũng xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại với con ạc ở server 556 các bạn, là gà 2020. Thì đây là một cái con ạc top mà Cú đã show video những ngày qua cho các bạn xem. Thì hiện tại là đã có vài kèo rồi, nhưng mà do là các bạn ấy chưa lấy ạc cho nên là Cú tiếp tục sẽ sử dụng con này để quay thêm vài cái video cho các bạn xem. Tạm thời thì vẫn có 2-3 bạn khách quen bảo là vài ngày nữa sẽ, nếu như mà ạc còn thì sẽ bán, cho nên nếu như bạn nào ưng ý thì liên hệ với Cú càng sớm càng tốt nha các bạn. Tại vì đây là một cái con ạc khá là ổn luôn. Thì Cú đã show full qua vào cái video ngày hôm qua cho các bạn xem rồi. Thì nếu bạn nào cảm thấy ưng ý thì liên hệ với Cú ngay qua số điện thoại hoặc là Zalo ở dưới phần miêu tả của mỗi video nhé. Thì nếu còn thì Cú sẽ bán, còn nếu như mà Cú bán rồi thì thôi nhé các bạn. Thì ở đây không có gì để show cho các bạn nữa, nó vẫn là level 37 và hiện tại là top 2 các bạn. Hình như là thua top 1 vài trăm lượt chiến, à thua 200 mấy lượt chiến. Đá giác vàng thì cũng còn mỗi loại hơn 2 tháng các bạn. Cái nón này thì cũng gần hết rồi. Thì ở đây chúng ta còn hơn 3.000 viên. Đá cường hóa thì cũng nhiều. Ở đây thì xài bét rồng. Nếu như mà các bạn di chuyển lại sang phượng hoàng thì chắc chắn lực chiến của các bạn sẽ tăng lên vài ca lực chiến nha. Thì ở đây là bét phượng hoàng nó sẽ đột phá cao hơn bét rồng luôn. Và còn dư 159 mảnh các bạn. Thì hôm nay là Cú sẽ quay giải siêu cấp cho các bạn xem. Ở đây thì Cú vẫn đang đợi cho cây búa nó hết hạn. Còn 2 ngày nữa các bạn, giác vàng thì còn 26 ngày để Cú làm một cái video gia hạn cho bạn nào chưa biết rõ về cây này. Tại vì cũng vừa mới nghe con gà nói đợt đó là sẽ gia hạn 5.000 xu một tá. Nhưng mà hiện tại thì mọi người đều còn 2-3 ngày gì đó. Thì có một số thông tin là những cây wow búa mà các bạn đua top mà tấp nạp hay là tấp tiêu thì sẽ gia hạn được vĩnh viễn. Còn những cái cây mà các bạn nạp 3 triệu đổi đợt Noel hay là cái đợt nào vừa qua đó thì Cú quên rồi. Hình như là không phải đợt Noel nha các bạn, cái đợt sau Tết một tí xíu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào giải siêu cấp thôi. Hiện tại là 11:32 thì đã mở rồi các bạn. Ở đây thì Cú sẽ băng 2 băng. Tại vì giải siêu cấp khi mà các bạn lên khoảng gà 17-18 là sẽ có đối thủ rất là, cũng gọi là lực chiến rất là khoảng 100k đấy. Bây giờ thì không biết một pha full dam có kết thúc được luôn bạn 32 này không nữa. À chỉ một tia thôi là bạn ấy đã chết rồi các bạn. Thì hôm nay là thứ tư cho nên sáng giờ thì nạp cũng lai ra cho các bạn, và đặc biệt là cũng nạp được để cho các bạn đổi vài cây super á. Tại bữa nay thì có sự kiện nạp đổi super, nhưng mà Cú up video này thì chắc vào khoảng thứ năm rồi, cho nên là những cái nếu bạn nào cần nạp những cái sự kiện sau thì các bạn có thể liên hệ Cú để nạp móc hoặc là mua thẻ nha. Wow, bạn này có vẻ là khó nuốt rồi các bạn ơi. Rất là trâu nha. Nếu như đây là một cái cảnh mà to á các bạn thì mới có thể núp đầu được. Còn ở đây là bạn ấy quá trời mạnh luôn các bạn. Một tia ném chai mà 6k mấy máu. Một tia này rít thì lên đến 20 mấy k. Hả, 30 mấy k gì đó, nhìn không có kịp nữa các bạn. Bây giờ thì gặp một bạn level 51, bạn ấy cầm vũ khí vỏ trái cây. Thì ở đây là không biết một pha full dam có kết thúc được hay không. Tại vì nếu như các bạn không kết thúc được bạn ấy thì chắc chắn là sẽ bị chôn ngay. Tại vì vỏ trái cây thì các bạn cũng biết rồi, đào khủng nhất ở Gunny. Wow, 51 khá là yếu thôi mọi người. Tia đầu tiên là đã được 42k máu rồi.
Wow, có vẻ là bạn ấy khá là trâu nha các bạn. Thôi xong rồi, bạn ấy ban để nạp móc ấy. Sao mà cứ nhắn liên tục nha trời. Mình đã nhắn tin với bạn ấy là bảo là đợi một tí xíu, mình đang làm video, nhưng mà coi như là bạn ấy không đọc tin nhắn luôn hay sao ấy. Cho nên là các bạn cũng thông cảm cho cô một tí xíu nha. Tại vì hiện tại thì đang đi làm cho nên là không có mang hai máy được các bạn. Phải sử dụng máy chính để quay luôn cho nó tiện. Và thời gian rảnh thì sẽ chỉnh sửa để hôm sau up sớm cho các bạn xem. Thì có tin nhắn thì các bạn cũng thông cảm cho cô dùm. Cô sẽ quẹt tắt và sẽ rep sau nha. Tại vì đang trong trận như thế này thì không thể nào mà tắt cái video để ghép bạn ấy được. Cho nên là phải đợi nốt ván rồi mới ngưng quay, mới ghép tin nhắn được các bạn. Không chừng là một lát bạn ấy gọi luôn nè mọi người. Tại vì thường thường khách ở bên cũ á, mà các bạn nếu như mà ghép chậm á là bạn ấy sẽ gọi ngay. Hy vọng là kết thúc luôn để mình không đủ sát thương để kết thúc, nhưng mà do là tới tên bạn ấy bị gồng cắn 1k5 máu nhé các bạn. Rất là hên luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi các bạn. Cứ vừa phải ngưng video lại để nhắn tin cho bạn ấy bảo chờ một tí xíu. Chứ tại vì đang làm cái video, nếu mà ra nạp thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thì thôi toan rồi các bạn. Vào lại thì gặp bạn level 68 mà ở cảnh này thì là cảnh cứng nữa, không thể nào mà đào được các bạn. Ây cha, vừa đủ kết thúc luôn. Mới gà 19 thôi mà đã gặp toàn là 6-7x các bạn. Bạn ấy level 6x mà bắn sao mình thì bạn ấy out luôn rồi. Chắc là bạn ấy nghĩ mình mạnh. Nhưng mà đối với nếu như mà lực chiến ngang ngang nhau á các bạn, thì ở level 3x các bạn sẽ bị kém cỏi hơn. Tại vì họ level 6x thì cái lượng máu của họ rất là cao. Bây giờ thì gặp bạn 38 cầm lựu đạn có vẻ rất là trâu mọi người. Trời ơi, thôi toan rồi, một pha full dam hạt nhân rất là ngon mà lại bị mít các bạn. Đúng là gốc thấp của mình phải gọi là đẳng cấp luôn. Ây cha, rất là đau nha. Phải gọi là nếu như bạn nào mà có điều kiện một tí xíu thì các bạn nên mua cái ạc mà Cú đang like đây. Nó vừa là một con ạc top server mới mà vừa là một cái con ạc ép cấp, phải gọi là chứa rất là đồ chất. Các bạn cũng thấy rồi, ở level 3x ngang tạm thì hầu như họ bắn chỉ gãi ngứa chúng ta thôi các bạn. Thì đối với những cái server mới hay server cũ hiện tại bây giờ á, thì 3x 100k lực chiến các bạn cũng không có khó tìm đâu. Tiếp tục lại bị văng ra rồi các bạn ơi. Đối với 3x 100k lực chiến thì nó rất là nhiều ạc, nhưng mà đa số thì họ rất là ít bán, bởi vì họ đầu tư vào rất là nhiều các bạn. Thì với lại giá thành thì cũng không hề thấp. Nếu như mà server cũ thì nó cũng đã lên đến tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rồi. Và đây là một con ạc top á, một con ạc top server mới, lại là một con ép cấp nữa mà Cú bán thì chỉ gần 5 triệu thôi. Cho nên là phải gọi là rất là ok cho bạn nào mà có điều kiện mà không có thời gian cài hay là không có thời gian nạp, thì các bạn mua hẳn con ạc này về. Các bạn chỉ việc là
Mỗi ngày ao trận thì Cú cũng đã chỉ cho các bạn ở những cái video trước rồi, nó rất là nhanh và nói chung là ép cấp bây giờ rất là sướng hơn ngày xưa rất là nhiều mọi người. Tại vì ngày xưa tuy là cũng có cái bản hát ao trận nhưng mà nó khá là lâu. Còn bây giờ thì cái bản ao 50 ván thì nó rất là nhanh luôn, chỉ tốn khoảng 5-10 phút thôi. Bạn nào chậm thì 5-10 phút, bạn nào làm tích tắc thì khoảng 5-7-8 phút gì là xong rồi. Thôi xong, gặp cả Thanh Mu luôn các bạn. Hình như đây là một ạt ở cụm 1 thì phải. Ở cụm 1 hay là cụm 3 gì ấy. Trời ơi, còn cả bia bơm luôn các bạn. Level 70. Thì thôi, người ta bia bơm đứng đó bắn luôn đi. Bạn hãy làm như là mình 300k lực chiến vậy. Một tia là 105k máu, rất là đau. Hồi nãy giờ mà chúng ta chỉ mới được gà 18 thôi các bạn. Vẫn chắc cái cơ hội mà chúng ta xuống gà 15 là không có luôn đâu. Tiếp tục lại là Thanh Mu. 20 xu của mình uổng phí rồi các bạn. Tiếp tục lại là siêu cao nữa. Ở đây thì bắn góc thấp mới lùng tới được, chứ siêu cao thì nó tốn một cái mảnh đất ở trên rất là nhiều. Bây giờ thì mình bay qua chơi liều nhé các bạn. Rất là khó chịu những cái tin nhắn luôn. Hy vọng là nó chạy hạt nhân và không chạy miễn kháng nha. Wow, nếu như mà đây là một pha thần báo thì sẽ có cơ hội. Còn do đây là một cái pha bảo kích nên chúng ta không có cơ hội rồi các bạn ơi. Thì bạn ấy chỉ cần ném chay thôi là Cú đã chết rồi. Hay là đợi dùng skill của Phượng Hoàng nữa trời. Hy vọng là sẽ không chết đi. Wow, ngon. Cú sợ là cái miễn kháng á các bạn, miễn kháng của bản thân mình nó chạy ấy. Ngon. Ăn không được thì phá cho thôi. Thanh Mu hả? Thanh Mu. Rất là may mắn là mình đã chôn được bạn Thanh Mu luôn. Thử một ván này nha các bạn. Thì sau kết thúc ván này thì Cú sẽ kết thúc video luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, ủng hộ Cú từ những con ạc hay những móc nạp. Và cả các bạn xem kênh ủng hộ mình luôn nha. Thì nếu như bạn nào cần nạp móc hay là cần mua ạc game thì các bạn cứ liên hệ với Cú. Ây cha, có vẻ là bạn ấy toan rồi các bạn ơi. Mình phải dùng đến dẫn dắt. Tại vì các bạn cũng biết khả năng bắn góc thấp của Cú là thượng thừa rồi. Không có ai mà qua lại được Cú đâu. Không qua mặt được mình đâu. Rất là may mắn luôn thì đào được hai ván các bạn. Thì Cú xin chào mọi người nhé. Hẹn các bạn ở video vào ngày mai. Xin chào các bạn.